Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi khi nghe từ Metaverse, tôi không trách bạn, tôi ở đó với bạn. Hiện tại, có vẻ như tất cả đều nói chuyện và không có thực chất. Tốt nhất, chúng tôi đã thấy những hình đại diện không chân lơ lửng trong một phòng họp ảo và điều đó nghe có vẻ không hấp dẫn. Trong khi nhiều người trong chúng ta đang đấu tranh để tưởng tượng Metaverse có thể trông như thế nào, thì chắc chắn rằng tai nghe thực tế ảo, thực tế hỗn hợp sẽ đóng một vai trò to lớn trong đó. Có hai công ty lớn có thể phát hành tai nghe mới vào năm tới, và cuối cùng đã đưa chúng ta vào những trải nghiệm phong phú đã được hứa hẹn với chúng ta trong nhiều năm, Apple và Meta, Facebook. Trong khi Meta đang rầm rộ công bố tham vọng của mình thì Apple lại khá im lặng. Chúng tôi biết một số điều về những gì chúng tôi có thể mong đợi từ các công ty này trong năm tới. Apple có rất nhiều dự đoán về nỗ lực đầu tiên của Apple đối với phần cứng VR, Mister sẽ như thế nào? Cả Mark Gurman của Bloomberg và nhà phân tích nổi tiếng Min-Chi Kuo đều lưu ý rằng công ty có thể phát hành tai nghe vào năm tới. Nhiều báo cáo cho rằng chiếc tai nghe này có thể có giá từ $3,000 trở lên. Vì vậy, nó có thể được nhắm mục tiêu đến các nhà phát triển và những người đam mê trò chơi. Leo Gebbi, một nhà phân tích chính của CCS Insight, cho rằng khó có khả năng Apple sẽ sớm tham gia thị trường và phát hành một thiết bị mà chỉ một vài người có thể tiếp cận. Ông lưu ý rằng mặc dù Apple không có bất kỳ liên quan trực tiếp nào đến VR, nhưng API ARKit của nó là bằng chứng về chuyên môn của công ty trong lĩnh vực điện toán không gian. Vì vậy, chúng ta nên mong đợi những trải nghiệm phong phú thông qua một App Store được quản lý chặt chẽ. Về phần cứng, chúng ta không nên mong đợi bất cứ điều gì ngoài thông số kỹ thuật hàng đầu từ thiết bị của Apple. Sean Drucker, giám đốc điều hành và người sáng lập Camera A, một công ty tạo ra trải nghiệm AR, VR, tin rằng Apple sẽ có lợi thế về phần cứng trong không gian với dòng vi xử lý mạnh mẽ của mình. Trong bản tin của mình, German đã lưu ý rằng tai nghe sẽ có màn hình tiên tiến, công nghệ làm mát và các tính năng dựa trên hình đại diện. Gebbi cho rằng cũng giống như Meta, công ty có trụ sở tại Cupertino cũng muốn bao gồm các trải nghiệm xã hội, nhưng điều đó có thể bị hạn chế đối với bạn bè của bạn sử dụng thiết bị Apple. Drup cho rằng vì Apple không có bất kỳ khuôn khổ nào trước đó cho VR, chúng tôi có thể thấy công ty cho chúng tôi cái nhìn sơ lược về nền tảng này tại hội nghị nhà phát triển WWDC vào năm tới. Meta không giống như Apple, Meta không bắt đầu mới với tham vọng VR của mình. Công ty đã dẫn đầu trong lĩnh vực không gian với nhiều loại tai nghe Oculus, đặc biệt là Oculus Quest 2. Theo một báo cáo từ Counterpoint, công ty thống trị trong quý 4 năm 2020 và quý 1 năm 2021 trên thị trường tai nghe, với gần 75% thị phần xuất xưởng toàn cầu. Vì vậy, Meta đã có một bước khởi đầu về phạm vi tiếp cận nền tảng. Tuy nhiên, hãng có tham vọng lớn hơn với một chiếc tai nghe mạnh mẽ hơn ra mắt vào năm sau. Trong bài phát biểu quan trọng gần đây về việc đổi tên công ty, họ đã tiết lộ Project Cambria, một chiếc tai nghe mới với tính năng theo dõi khuôn mặt và thực tế hỗn hợp được cải tiến. Có nhiều đồn đoán cho rằng chiếc tai nghe mới này chính là Oculus Pro đã bị rò rỉ vào tháng trước. Trong bài thuyết trình gần đây của mình, Zuckerberg thừa nhận rằng thiết bị mới này sẽ là phần cứng cao cấp với mức giá phù hợp, nhưng nó có thể không đắt như mức giá $3,000 được đồn đại của chiếc tai nghe của Apple. Herb lưu ý rằng trong khi Quest 2 đã giới thiệu các API pass-through trong năm nay để cho phép một số mức độ trải nghiệm Mister, thì tai nghe mới của công ty sẽ nhằm mục đích mang lại nhiều nội dung sống động và liền mạch hơn trên tàu. Gabi cho biết Meta có thể nhắm mục tiêu đến các nhà phát triển và những người đam mê trò chơi với chiếc tai nghe sắp ra mắt để thử nghiệm những trải nghiệm xã hội hấp dẫn. Một sự cạnh tranh mới nổi, cả hai công ty dự kiến sẽ giới thiệu tai nghe mới của họ vào năm tới. Tuy nhiên, tình trạng thiếu chip có thể là một tác động xấu và ngăn chúng tung ra thị trường đại chúng.
hy vọng rằng họ có đủ nước trái cây cho những người đam mê chờ đợi các chuyến hàng. Cả Drup và Gabi đều đồng ý rằng mặc dù những chiếc tai nghe này có thể là hàng đắt giá, nhưng cả hai công ty đều muốn tiếp cận thường xuyên với việc phân phối ở mức giá thấp hơn. Apple cuối cùng sẽ muốn giới thiệu kính AR kết hợp hoàn hảo trong cuộc sống của bạn. Đó là cách mà chiến lược thiết bị của công ty đã áp dụng trong nhiều năm, Gabi nói. Đối với Meta, tất cả sẽ là việc khiến mọi người quên đi Facebook và dễ dàng bước vào hình đại diện mới của nó. Đối với Apple, đó sẽ là việc thiết lập các tiêu chuẩn cao trong một lĩnh vực công nghệ khác. Đó là một trận chiến địa ngục để theo dõi. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.